Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay tôi mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 trang 99 đến trang 101 tuần 31 bài 3 Non xanh nước biếc, sách chân trời sáng tạo. Khởi động thi kể tên các địa danh của nước ta. Như vậy các em hãy cùng các bạn nói tiếp nhau kể tên các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Ví dụ Khánh Hòa, Hòa Bình, Bình, Hòa Bình, Bình Thuận. Như vậy chúng ta sẽ nói cùng các bạn nói tiếp nhau kể tên các tỉnh. Tôi ví dụ như Nghệ An, An Giang, rồi Quảng Bình, Bình Thuận, Quảng Nam, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Phú Yên, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bình Định. Đó, như vậy chúng ta sẽ cùng các bạn nói tiếp nhau thi kể tên các tỉnh thành trên đất nước ta. Tiếp theo khám phá và luyện tập số 1 nhỏ đọc và trả lời câu hỏi Non xanh nước biếc. 1. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có làng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. 2. Sông Tô nước chảy trong ngần, có thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa. 3. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 4. Hải vân bát ngát nghìn trùng, hòn hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. 5. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về. 6. Tháp 10, đồng tháp 10 cò bay thẳng cánh, nước tháp 10 lóng lánh cá tôm. 7. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Ca dao. Rồi như vậy thì các em vừa đọc qua bài đọc Non xanh nước biếc ca dao. Thì trong bài đọc có các từ Đồng Đăng là thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn, sông Tô còn gọi là sông Tô Lịch, sông Kim Giang, một con sông nhỏ chảy trong địa phận thủ đô Hà Nội. Xứ Nghệ là vùng Nghệ An và Hà Tĩnh nói chung. Về nội dung thì bài đọc giới thiệu về cái vẻ đẹp của các vùng miền khác nhau của đất nước. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1, câu ca dao 1 và 2 nhắc đến những địa danh nào. Thì các em đọc kỹ câu ca dao 1 và 2 thì chúng ta thấy câu ca dao 1 và 2 nhắc đến những địa danh đó là Đồng Đăng, phố Kỳ Lừa, chùa Tam Thanh và sông Tô Lịch. Rồi, tiếp theo câu 2. Tìm từ ngữ gợi tả cảnh đẹp của các địa danh được nhắc đến trong câu ca dao 3 và 4. Như vậy các em đọc kỹ câu ca dao 3 và 4 để tìm những từ ngữ gợi tả cảnh đẹp của các địa danh được nói đến. Từ ngữ gợi tả cảnh đẹp của các địa danh được nhắc đến trong ca dao 3 và 4 đó là tranh họa đồ, sừng sững, bát ngát, nghìn trùng. Tiếp theo câu 3, những hình ảnh nào cho thấy vẻ đẹp của Nhà Bè, Đồng Tháp 10 và Cần Thơ? Thì các em đọc kỹ câu ca dao 5, 6 và 7 để tìm những cái hình ảnh cho thấy vẻ đẹp của Nhà Bè, Đồng Tháp 10 và Cần Thơ. Những hình ảnh cho thấy vẻ đẹp của Nhà Bè, Đồng Tháp 10 và Cần Thơ là Nhà Bè thì nước chảy chia hai, Đồng Tháp 10 thì cò bay thẳng cánh, nước Tháp 10 thì lóng lánh cá tôm. Cần Thơ thì gạo trắng nước trong. Câu 4, bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì về quê hương đất nước. Thì các em suy nghĩ và trả lời theo ý kiến của mình. Thì bài đọc giúp em hiểu thêm nhiều điều về quê hương đất nước ta có rất nhiều phong cảnh núi non. Núi sông đẹp đẽ nên thơ. Và các em sẽ học thuộc lòng 4 đến 5 câu ca dao mà em thích.
Tiếp theo, số 2 nhỏ đọc một bài văn về đất nước Việt Nam. A viết vào phiếu đọc sách những nội dung em thấy thú vị, tên bài văn, tác giả, hình ảnh đẹp, sinh động, cảm xúc của tác giả. Như vậy thì các em hãy tìm đọc một bài văn về đất nước ở Việt Nam trên sách báo hoặc là trong trên trang mạng Internet về đất nước Việt Nam. Rồi sau đó chúng ta đọc và chúng ta sẽ điền viết vào phiếu đọc sách những cái thông tin, những cái nội dung em thấy thú vị. Rồi B nhỏ là chúng ta sẽ chia sẻ với bạn về một cái hình ảnh em thích. Tức là chúng ta đọc bài văn về đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy hình ảnh nào chúng ta thích thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn. Tiếp theo là phần nghe viết. Số 1 nhỏ nghe viết hai bà Trưng từ giáo lao cung nọ đến hết. Thì phần này các em có thể nhờ người thân đọc cho các em nghe và các em viết, sau đó chúng ta sẽ tự trả lời chính tả của mình. Số 2 nhỏ là viết lại các tên sau vào vở cho đúng. Thị xã Đồng Đăng, đèo Hải Vân, tỉnh Đồng Nai, sông Vàm Cỏ Đông, vùng Đồng Tháp 10, thành phố Cần Thơ. Thì ở các tên trên đây chúng ta thấy là đang các tên này viết chưa đúng chính tả, tức là về cái cách viết khoa thì các em hãy sửa lại cho đúng chính tả về cái cách viết khoa. Thì các em thấy các tên dưới đây thì khi chúng ta viết tên riêng thì chúng ta sẽ viết khoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Ví dụ như thị xã Đồng Đăng thì Đồng Đăng ở đây là tên của cái thị xã tên là Đồng Đăng. Như vậy các em thấy tiếng Đăng ở đây chưa viết hoa chữ cái đầu tiên, cho nên chúng ta sẽ sửa lại, chúng ta sẽ viết lại cho đúng là chúng ta sẽ viết hoa tiếng chữ cái đầu tiên của tiếng Đăng. Tiếp theo, đèo Hải Vân thì Hải Vân ở đây là tên của một con đèo. Như vậy các em thấy tiếng Hải ở đây chưa viết hoa chữ cái đầu của tiếng Hải, cho nên chúng ta sẽ viết lại cho đúng. Rồi tiếp theo, tỉnh Đồng Nai thì các em thấy tỉnh Đồng Nai ở đây đã viết đúng, viết hoa đúng. Rồi tỉnh thì ở đây các em không phải là tên, cho nên chúng ta sẽ không viết hoa chữ cái đầu của tiếng tỉnh này. Rồi tiếp theo, sông Vàm Cỏ Đông thì Vàm Cỏ Đông ở đây các em thấy tiếng cỏ và tiếng đông chưa viết hoa chữ cái đầu, cho nên chúng ta sẽ viết lại. Vùng Đồng Tháp 10 thì Đồng Tháp 10 ở đây chúng ta cũng viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng Đồng Tháp 10. Tiếp theo, thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ thì tiếng Cần ở đây chưa viết hoa chữ cái đầu, cho nên chúng ta sẽ viết lại cho đúng như sau. Tiếp theo, câu số 3, tìm 2 đến 3 từ ngữ A bắt đầu bằng chữ L hoặc là chữ N. Ví dụ mẫu lung linh nóng nực. B bắt đầu bằng chữ G hoặc là chữ R. Ví dụ mẫu gãy gọn rực rỡ. Như vậy chúng ta sẽ tìm từ ngữ bắt đầu bằng chữ L hoặc chữ N. Ví dụ như là lung linh, long lanh, lộng lẫy, lẫn lộn, nóng nực, nài nỉ, nôn nao, nô nức. Rồi từ ngữ bắt đầu bằng chữ G hoặc là chữ R. Gãy gọn, gật gù, gai góc, gồ ghề, rực rỡ, rõ ràng, róc rách, rì rào, v.v. Tiếp theo phần luyện tập. Số 1 nhỏ tìm các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ sau. Mẫu đơn đỏ thắm, đỏ chót màu gà, trạng nguyên thắp lửa như đốm nắng xa. Hồng nhung đỏ thẫm, đào bích đỏ hồng, 10 giờ đỏ rực, rạng rỡ vườn xuân, trăm anh.
Như vậy các em sẽ tìm các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ. Như vậy từ ngữ có các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ là đỏ thắm nè. Rồi tiếp theo nữa là đỏ chót nè. Rồi đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ rực. Như vậy các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ là đỏ thắm, đỏ chót, đỏ hồng, đỏ rực. Rồi đỏ thẫm. Tiếp theo câu số 2, tìm 2 đến 3 từ ngữ A chỉ màu vàng, ví dụ vàng tươi, B chỉ màu trắng, ví dụ trắng tinh, C chỉ màu tím, ví dụ tím nhạt, D chỉ màu xanh, ví dụ màu xanh biếc. Như vậy các em hãy tìm từ ngữ chỉ màu sắc theo mẫu. Ở câu A ví dụ chỉ màu vàng, ngoài vàng tươi thì chúng ta còn có các từ ví dụ như là vàng hoe, vàng chanh, vàng giòn, vàng đậm, vàng nhạt, vàng mượt, vàng ói, vàng sượm, vân vân. Hoặc là B chỉ màu trắng, ví dụ như là trắng tinh, trắng toát, trắng mút, trắng phao, trắng noãn, trắng nột, vân vân. Rồi tiếp theo chỉ màu tím, ví dụ như là tím nhạt, tím đậm, tím tím hoặc là tím tím. Chỉ màu xanh, ví dụ như là xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh mét, xanh ngắt, xanh ngát, vân vân. Như vậy chúng ta sẽ tìm các từ ngữ chỉ màu sắc theo mẫu là rồi tiếp theo số 3 nhỏ là đặt 1 đến 2 câu có từ ngữ chỉ các màu sắc vừa tìm được ở bài tập số 2. Là chúng ta sẽ đặt câu với các từ ngữ chỉ màu sắc mà chúng ta vừa tìm được ở bài tập số 2. Ví dụ Phúc Vạn Thọ đơm bông vàng tươi. Rồi em bé có làn da trắng hồng, ngoài vườn có những tàu lá chuối xanh, xanh biếc. Rồi tiếp theo câu 4, đặt câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một cảnh đẹp. Ví dụ trăng trên biển lung linh quá. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu và thể hiện cảm xúc của mình khi thấy một cảnh đẹp. Ví dụ cánh đồng quê mới đẹp làm sao, ôi thác nước thật là hùng vĩ. Rồi tiếp theo phần vận dụng trao đổi với bạn về những cái việc con người cần làm để giữ gìn, xây dựng cho non sông đất nước ngày càng tươi đẹp. Như vậy các em sẽ tự trao đổi với các bạn về những cái việc con người cần làm để giữ gìn, xây dựng cho non sông đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn. Có ví dụ những việc con người chúng ta cần làm đó là: đối với các em thì các em sẽ nỗ lực học tập nè, trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, sống có ước mơ, hoài bão mục tiêu và cố gắng vươn lên. Rồi em sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động công ích, các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người khác. Rồi em sẽ sống có tinh thần tập thể, đi theo cái hay, cái đúng, bỏ qua cái tôi vì lợi ích chung của cộng đồng. Do vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3.
Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.